Luận Đại Trí Độ, quyển 63, phẩm thứ 41 tiếp theo, tín hủy tiếp theo. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ, phải khéo nhiếp các nghiệp thân khẩu và ý, đừng để phải thọ các khổ như vậy. Vì sao? Vì đã thọ các khổ như vậy thì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng thân cận được chư Tăng, hoặc phải sanh vào các thế giới chẳng có Phật, hoặc sanh vào chốn bần cùng hạ tiện khiến chẳng tín thọ được lời Phật. Bạch Thế Tôn, đây là do khẩu nghiệp mà phạm tội hủy báng Bát Nhã Ba La Mật như vậy chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ở trong Phật Pháp có người đã xuất gia thọ giới rồi chỉ vì ngu si mà phạm tội phá Bát Nhã Ba La Mật, hủy báng Pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu phá Bát Nhã Ba La Mật là phá chư Phật trong mười phương, phá nhất thiết chủng trí, phá Phật bảo, phá Pháp bảo, phá Tăng bảo, phá ba ngôi tam bảo là phá chánh kiến ở thế gian, phá bốn niệm xứ dẫn đến phá nhất thiết chủng trí, nên phải thọ vô lượng vô biên tội báo, vô lượng vô biên khổ não. Này Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, có bao nhiêu tác duyên khiến người ngu si phá thâm Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có bốn tác duyên khiến người ngu si phá thâm Bát Nhã Ba La Mật. Đó là bị ma sai sử, chẳng có tín giải thâm Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có được tâm thanh tịnh, thường gần gũi ác trí thức nên sanh tâm giải đãi, chấp đắm năm ấm thân, còn nhiều sân nhuế tự cao khinh miệt người. Do bốn tác duyên nêu trên đây mà người ngu si phạm tội hủy báng thâm Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi, hủy báng Pháp là do khẩu nghiệp. Như vậy vì sao lại nói người tu phải nhiếp cả ba nghiệp, thân khẩu và ý? Đáp: Gốc của khẩu nghiệp là ý nghiệp, có ý nghiệp mới dẫn sanh khẩu nghiệp, bởi vậy trước hết phải nhiếp ý nghiệp. Nơi đây Ngài Tu Bồ Đề tự nói các nhân duyên dẫn đến thọ khổ, khiến chẳng thấy được Phật, chẳng được nghe Pháp, chẳng được gần gũi chư Tăng. Phật dạy: Người ngu si do khẩu nghiệp mà tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Trong các chúng xuất gia thọ giới có nhiều người còn chấp pháp thanh văn, 500 năm sau khi ta diệt độ họ sẽ phân ra làm nhiều bộ chúng, lên đến 800 bộ chúng khác nhau. Từ đó về sau họ cầu pháp tướng, chấp đắm danh pháp, họ chấp thủ những lời Phật nói ra mà chẳng biết rằng chỉ vì đạo giải thoát mà phải phương tiện nói ra các pháp. Có nhiều người khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo không tưởng như bị tổn thương, hạng người này chấp các pháp tướng quyết định là có. Này, nghe nói các pháp đều là tự tướng không, nghe nói hành Bát Nhã Ba La Mật là chồng chú chấp các pháp tướng, thì họ khởi nghi tâm cho đó chẳng phải là lời Phật dạy, dẫn đến hủy báng Bát Nhã Ba La Mật. Hạng người này chẳng biết rằng vì thương xót chúng sanh mà Phật đã phương tiện phân biệt đạo và phi đạo để chúng sanh tu tập. Nay ở trong hội Bát Nhã Ba La Mật nghe Phật thuyết đạo và phi đạo đều là vô tướng, là bất khả đắc, nên họ khởi nghi tâm, từ đó họ khởi sanh tà kiến, rồi do lực tà kiến thúc đẩy mà tại giữa đại chúng họ hủy báng Bát Nhã Ba La Mật, khiến phải mang tội phá pháp. Hủy báng Bát Nhã Ba La Mật như vậy là hủy báng ba đời mười phương chư Phật, phá các lực công đức của ba ngôi tam bảo. Phá tam bảo là phá thế gian lạc, phá chánh kiến, phá xuất thế gian lạc, nghĩa là phá bốn niệm xứ dẫn đến phá nhất thiết chủng trí. Bởi nhân duyên vậy nên người phá pháp phải thọ vô lượng vô biên tội báo, vô lượng vô biên ưu bi khổ não. Hỏi: Trước đã nói ái chấp pháp là nhân duyên dẫn đến phá pháp, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: Trước chỉ lược thuyết, nay rộng thuyết về các tác duyên dẫn đến hành động phá pháp. Một, có người bị ma sai sử khiến vô minh thâm nhập vào tâm, chuyển thành nghiệp ở thân khẩu rồi dẫn đến hành động hủy báng Bát Nhã Ba La Mật. Các bậc thanh văn còn bị ma ám thay, huống nữa là hàng phàm phu. Ví như trong hàng đại đệ tử của Phật, Ngài A Nan là bậc đa văn, hiểu rộng biết nhiều. Thế nhưng có lúc Phật hỏi Ngài về một vấn đề đến ba lần mà Ngài bị ma ám chẳng trả lời được. Nên biết có bốn loại ma, đó là năm ấm ma, phiền não ma, tử ma, tự tại thiên ma. Trước đây đã nói về bốn loại ma này rồi, nay nói riêng về phiền não ma và tự tại thiên ma, khiến người tu chẳng tin nơi Bát Nhã Ba La Mật, tự thủ chấp pháp của mình, khinh chê pháp của người. Hạng người này ngu si điên đảo, độn căn thiểu trí,
nên chẳng hiểu chẳng tiếng chẳng thọ được thâm nghĩa của bát nhã ba la mật, dẫn đến hủy báng bát nhã ba la mật. 2. Có người loại căn nhưng chẳng có được tâm thanh tịnh, nên cũng chẳng tin nơi bát nhã ba la mật, dẫn đến hủy báng bát nhã ba la mật. 3. Có người trước đã siêng năng tu tập bát nhã ba la mật, nhưng về sau bị các tri thức mê hoặc dẫn dắt khiến trở nên giải đãi, chẳng còn tín thọ bát nhã ba la mật, dẫn đến hủy báng bát nhã ba la mật. 4. Có người thường sanh tâm sân nhuế, cang cường tự cao khinh miệt người khác. Hạng người này chẳng tin nơi pháp sư thuyết giảng, mà tự nghĩ ta có trí huệ mà còn chưa biết rõ bát nhã ba la mật. Huống nữa là hạng người độn căn thiểu trí, làm sao mà hiểu rõ được. Khỏi tâm sân nhuế kiêu mạn như vậy cũng là phá hủy bát nhã ba la mật. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, người thân cận các ác trí thức, thường gieo trồng các bất thiện căn, chẳng tinh tấn tu tập các thiện pháp, thì chẳng có thể tin, chẳng có thể hiểu được thâm nghĩa của bát nhã ba la mật. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, người thân cận các ác trí thức, thường gieo trồng các bất thiện căn, thì chẳng sao có thể tin, có thể hiểu được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao thâm nghĩa của bát nhã ba la mật lại khó tin khó hiểu đến như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc bất phược, chẳng buộc, bất giải, chẳng mở, dẫn đến thức bất phược, bất giải. Vì sao? Vì đều là tánh vô sở hữu. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, bất phược, bất giải. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bất phược, bất giải. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết trùng trí, bất phược, bất giải. Vì sao? Vì đều là tánh vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, sắc quá khứ dẫn đến nhất thiết trùng trí quá khứ, bất phược, bất giải. Sắc hiện tại dẫn đến nhất thiết trùng trí hiện tại, bất phược, bất giải. Sắc vị lai dẫn đến nhất thiết trùng trí vị lai, bất phược, bất giải. Vì sao? Vì đều là tánh vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, người tu tập bát nhã ba la mật mà chẳng nhất tâm tinh tấn, chẳng gieo trồng thiện căn, giải đãi ưa quên, lại thường gần gũi ác tri thức, thì chẳng có được các lực phương tiện, nên khó có thể tin, khó có thể hiểu được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, người như vậy khó có thể tin, khó có thể hiểu được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì năm ấm bản lai thanh tịnh, nên quả cũng thanh tịnh, dẫn đến vì vô thượng Bồ Đề, bản lai thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. Này Tu Bồ Đề, sắc thanh tịnh tức là bát nhã ba la mật thanh tịnh, bát nhã ba la mật thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, dẫn đến nhất thiết trùng trí thanh tịnh tức là bát nhã ba la mật thanh tịnh, bát nhã ba la mật thanh tịnh tức là nhất thiết trùng trí thanh tịnh. Sắc thanh tịnh và bát nhã ba la mật thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải đoạn, chẳng phải hoại, dẫn đến nhất thiết trùng trí thanh tịnh và bát nhã ba la mật thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải đoạn, chẳng phải hoại. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì bất nhị pháp thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, dẫn đến vì bất nhị pháp thanh tịnh nên nhất thiết trùng trí thanh tịnh. Bất nhị pháp thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh, dẫn đến cùng với nhất thiết trùng trí thanh tịnh, đều là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lại nữa, vì ngã thanh tịnh dẫn đến tri giả kiến giả thanh tịnh, nên sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí thanh tịnh. Vì sắc thanh tịnh dẫn đến nhất thiết trùng trí thanh tịnh, nên ngã dẫn đến trí giả kiến giả thanh tịnh. Ngã thanh tịnh dẫn đến tri giả kiến giả thanh tịnh, cùng với sắc thanh tịnh dẫn đến cùng với nhất thiết trùng trí thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải đoạn, chẳng phải hoại. Luận: Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật với nội dung bát nhã ba la mật thậm thâm vi diệu như vậy, nên người giải đãi chẳng gieo trồng thiện căn, lại thường gần gũi các ác tri thức thì rất khó tin, rất khó giải được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Ngược lại với các điều nêu trên đây thì mới có được tín lực nơi bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao thâm nghĩa của bát nhã ba la mật lại khó tin khó hiểu như vậy? Phật dạy: Sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí đều chẳng phược chẳng giải. Nơi đây Phật muốn nói rằng có người nào cho rằng ba độc là phược, còn ba giải thoát môn là giải. Thế nhưng họ chẳng biết rằng ba độc cùng tham sân si, cùng với hết thảy các phiền não đều là hư vọng chẳng thật có, đều là tự tánh không, nên bản lai vốn chẳng có phược cũng chẳng có giải. Phá ba độc thành ba giải thoát môn cũng chẳng có phược, chẳng có giải vậy. Phật
Phàm phu do chấp các pháp tướng mà bị các phiền não trói buộc. Thật vậy, nếu chấp mỗi pháp đều có tự tánh, thì chẳng sao có thể giải được, chẳng sao có thể đoạn, có thể hoại được. Trái lại, nếu biết rõ hết thảy các pháp đều là hư vọng, chẳng thật có, thì các chấp liền được tiêu trừ và chẳng còn thấy có phược có giải nữa. Lại nữa, do phân biệt tâm và tâm sở dẫn đến, do chấp các pháp tướng rồi bị trói buộc vào các duyên mà khởi sanh phiền não vậy. Nếu hư vào được nơi thật tướng pháp, biết rõ các pháp đều là hư vọng, đều chẳng thật có, thì tâm liền được thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh thì là phi tâm tướng, nên chẳng còn có các tướng trói buộc nữa. Đã chẳng có trói buộc thì cũng chẳng có cởi mở vậy. Nơi đây Phật nói sắc cùng hết thảy các pháp hữu vi đều do các nhân duyên hòa hợp sanh, nên đều chẳng có định tánh, đều là vô sở hữu tánh. Đã là vô sở hữu tánh thì sắc tánh dẫn đến hết thảy các pháp tánh ở trong cả ba đời đều chẳng có phược cũng chẳng có giải. Ngài tu Bồ Đề biết rõ bát nhã ba la mật, chẳng thậm thâm phi thậm thâm, chẳng phải chẳng thậm thâm phi bất thậm thâm, nên đã nói rằng nếu cho bát nhã ba la mật thậm thâm là xa lìa bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì nếu cho bát nhã ba la mật thậm thâm khó tín khó giải, mà chẳng nhất tâm tinh tấn tu hành, chẳng gieo trồng thiện căn giải thoát, lại thân cận ác tri thức, chỉ cầu thế gian lạc, thì chẳng sao có được xuất thế gian giải thoát. Hạng người như vậy thường bị các phiền não loạn tâm, khiến quên làm điều thiện, gieo trồng các bất thiện căn, chẳng phá được kiêu mạn, chẳng trừ được tà kiến hí luận. Bởi vậy nên, dù cầu thật tướng pháp mà vẫn chẳng sao có đủ trí để phân biệt thiện ác, nên chẳng sao có được lực phương tiện thiện xảo vậy. Hạng người hành các ác pháp như vậy rất khó tín giải thâm nghĩa của bát nhã ba la mật. Hỏi, Ngài tu Bồ Đề chẳng có đề cập đến các ma sự, vì sao Phật lại dạy thêm về các ma sự? Đáp, vì muốn cho chúng hội biết đầy đủ về nội nhân duyên lẫn ngoại nhân duyên, nên Phật dạy thêm về các ma sự. Phật lại nêu lên các nhân duyên khiến bát nhã ba la mật khó tin khó giải. Khi nói với Ngài tu Bồ Đề rằng sắc bản lai thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh, dẫn đến vô thượng Bồ Đề bản lai thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. Ví như người tu bốn niệm xứ, khi tu tập thân niệm xứ, quán sát cùng hết thảy các pháp là bất tịnh, là vô thường. Quả như vậy, sẽ thấy rõ tánh của sắc cũng như tánh của hết thảy pháp đều là vô lậu, là thanh tịnh, nên đoạn trừ được các phiền não và được niết bàn. Quán ba niệm xứ kia cũng là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói sắc cùng hết thảy pháp thanh tịnh, nên quả thanh tịnh. Quả đã thanh tịnh thì nhân cũng thanh tịnh. Hỏi, trước nói niệm sắc là bất tịnh, là vô thường, thì được thân niệm xứ, nay vì sao lại nói quả thanh tịnh thì nhân cũng thanh tịnh? Đáp, khi mới vào sơ môn thì quán bất tịnh, quán vô thường, nhưng đó chẳng phải là thật quán. Vì sao? Vì khi đã vào được bát nhã ba la mật rồi thì chẳng còn nói quán thường hay vô thường, quán tịnh hay bất tịnh nữa. Tất cả các pháp quán đó đều chỉ là hí luận. Khi vào được bát nhã ba la mật rồi thì các hí luận đó đều tận diệt. Lúc bấy giờ mới thấy rõ thời tướng pháp đã rốt ráo thanh tịnh. Do vậy mà nói, quả đã thanh tịnh thì nhân cũng thanh tịnh. Bát nhã ba la mật là rốt ráo thanh tịnh, là như hư không, chẳng có nhiễm ô. Khi vào trong bát nhã ba la mật thì biết rõ sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều chẳng sanh chẳng diệt, đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Lại nữa, hành bát nhã ba la mật là thành tựu được ba chánh nhân, chánh quán, chánh hạnh, chánh tu. Bởi nhân duyên vậy nên nói bát nhã ba la mật thanh tịnh thì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều thanh tịnh cả. Ngược lại, vì hết thảy các pháp thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Ở nơi thật tướng pháp thì hết thảy các pháp cùng bát nhã ba la mật là chẳng phải hai chẳng phải khác. Vì là chẳng phải hai chẳng phải khác nên là chẳng ly chẳng đoạn chẳng hoại. Lại nữa, cầu ngã cầu pháp dẫn đến cầu ba đời mười phương chư Phật đều bất khả đắc cả. Bởi vậy nên năm ấm chỉ là giả danh, chúng sanh chỉ là giả danh, dẫn đến chi giả kiến giả cùng hết thảy các pháp cũng đều là giả danh cả. Ngã là không, là vô sở hữu, là thanh tịnh, nên chúng sanh dẫn đến chi giả kiến giả cùng hết thảy các pháp đều cũng là không, là vô sở hữu, là thanh tịnh cả. Kinh: Này tu Bồ Đề, vì tham sân si thanh tịnh nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh. Tham sân si thanh tịnh cùng với sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh là chẳng phải hai chẳng phải khác. Này tu Bồ Đề, vì vô minh thanh tịnh
nên hành thanh tịnh, hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh, thức thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, danh sắc thanh tịnh nên sáu nhập thanh tịnh, sáu nhập thanh tịnh nên xúc thanh tịnh, xúc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, thọ thanh tịnh nên ái thanh tịnh, ái thanh tịnh nên thủ thanh tịnh, thủ thanh tịnh nên hữu thanh tịnh, hữu thanh tịnh nên sanh thanh tịnh, sanh thanh tịnh nên lão tử thanh tịnh. Vì tất cả 12 chi duyên khởi đều thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Vì bát nhã ba la mật thanh tịnh, nên đạt ba la mật dẫn đến thiền ba la mật đều thanh tịnh. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều thanh tịnh. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết trùng trí đều thanh tịnh. Vì sao? Vì hết thảy pháp thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng loạn, chẳng hoại. Này tu Bồ Đề, vì bát nhã ba la mật thanh tịnh nên sắc dẫn đến cùng với nhất thiết trùng trí đều thanh tịnh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật cùng với sắc dẫn đến cùng với nhất thiết trùng trí là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Này tu Bồ Đề, vì hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu vi thanh tịnh cùng vô vi thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng đoạn, chẳng hoại. Này tu Bồ Đề, vì quá khứ thanh tịnh nên hiện tại và vị lai đều thanh tịnh. Vì sao? Vì quá khứ cùng hiện tại và vị lai là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng đoạn, chẳng hoại. Luận: Hỏi: Phật đã dạy ba độc là bất tịnh, này vì sao lại nói tham sân và si thanh tịnh nên sắc thanh tịnh? Đáp: Đây là nói tánh của ba độc thanh tịnh nên tánh của sắc cũng là thanh tịnh. Bởi vậy nên nói ba độc thanh tịnh nên sắc cũng thanh tịnh. Vì sao? Vì ba độc thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Còn nói 12 chi duyên khởi thanh tịnh là nói tánh của vô minh là rốt ráo không, là vô sở hữu, là rốt ráo thanh tịnh, nên tánh của các chi khác trong 12 chi duyên khởi cũng đều rốt ráo thanh tịnh cả. Vì 12 chi duyên khởi thanh tịnh nên bát nhã ba la mật thanh tịnh. Vì bát nhã ba la mật thanh tịnh nên đạt ba la mật dẫn đến thiền ba la mật đều thanh tịnh. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều thanh tịnh. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết trùng trí đều thanh tịnh. Vì hết thảy các pháp thanh tịnh nên là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lại nữa, vì hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh. Vì thật tướng của hữu vi là vô vi vậy. Ví như người cầu thường lạc ngã tịnh ở nơi các pháp mà chẳng biết rằng thường lạc ngã tịnh ở nơi các pháp là bất khả đắc. Vì thật tướng vô vi là bất khả đắc nên nói hữu vi thanh tịnh thì vô vi thanh tịnh. Lại nữa, do nhân duyên có hữu vi mới có vô vi, các bậc thánh đã trú ở nơi vô vi nên thấy hữu vi thanh tịnh, mà đã là thanh tịnh thì cũng tức là vô vi vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói hữu vi thanh tịnh thì vô vi thanh tịnh, dẫn đến hữu vi pháp ở cả ba đời đều thanh tịnh. Vì sao? Vì quá khứ đã qua, vị lai chưa đến, hiện tại hàng chuyển niệm niệm sanh diệt, nên hết thảy pháp đều là chẳng trú, mà cũng là chẳng phải chẳng trú, cả ba đời đều là rốt ráo không. Khi vào được trong bát nhã ba la mật rồi, thì biết rõ hữu vi cùng vô vi đều là không, tức là biết rõ hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Hỏi: Nếu chẳng tin bát nhã ba la mật thì đọa vào địa ngục, nếu tin bát nhã ba la mật thì sẽ thành tựu được Phật quả. Như vậy hạng người phạm tội ngũ nghịch, phá giới, tà kiến giải đãi mà tin bát nhã ba la mật thì có bị đọa địa ngục không? Người trì giới tinh tấn mà chẳng tin bát nhã ba la mật thì có đọa địa ngục không? Đáp: Phá bát nhã ba la mật có hai trường hợp, đó là phá hoại lời Phật dạy trong các kinh điển. Ví như người vô trí nghe người khác đọc tụng kinh điển mà phỉ báng cho đó là chẳng phải lời Phật dạy, hạng người như vậy đọa vào đoạn diệt kiến, do chấp tà kiến như vậy mà phải đọa vào địa ngục. Lại có người viết chép lời Phật dạy mà thêm bớt cho sai lệch, hoặc miệng thuyết bát nhã ba la mật là không mà tâm chấp là có, hạng người như vậy cũng bị đọa vào địa ngục. Người tin bát nhã ba la mật mà luận nghị còn vướng mắc thì chẳng gọi là phá bát nhã ba la mật. Ví như ông Điều Đạt và ông Kỳ Vứt đều làm thân Phật chảy máu nhưng với tâm niệm khác nhau nên đã thọ các quả báo khác nhau. Ông Điều Đạt thì bị tội, còn ông Kỳ Vứt thì được phước. Lại ví như hai người phá tượng Phật, một người vì thấy tượng chẳng đẹp mà phá đi để đặt tượng khác, một người vì ác tâm mà phá tượng, thì người sau bị đọa địa ngục vì tội phá pháp phá tượng. Lại nữa, có người tuy chẳng có ý khinh Phật nhưng lại phân biệt tư duy rằng
Bát Nhã Ba La Mật là pháp thập thâm, ắt phải có chỗ thâm diệu, sao lại rốt ráo không được. Tư duy như vậy, nói ra như vậy cũng là phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Phật muốn cứu độ chúng sanh mà phương tiện nói ra để chỉ bày thật tướng pháp, mà phạm phu lại chấp tâm thủ tướng, do vậy mà khởi khẩu nghiệp hủy báng phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Tín Bát Nhã Ba La Mật cũng có hai trường hợp. Đó là người tín giải Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức, người tin kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, tin theo văn tự của ngữ ngôn Bát Nhã Ba La Mật thì chỉ được quả báo phước đức. Trái lại, người tinh tấn trì giới, điều thân khẩu tốt mà vẫn còn tùy thuận theo tà kiến thì cũng bị tội hành ác pháp. Ví như người trồng giống cây quả đắng thì chắc chắn sẽ hái quả đắng vậy. Người theo tà kiến cũng như vậy, tuy có tinh tấn trì giới, tinh tấn điều thân khẩu mà vẫn có thể bị đọa vào đường ác. Hỏi: người phạm tội ngũ nghịch là người phạm trọng tội, hạng người này thường bị vô minh si ám che thân, thường bị vô minh si ám che tâm, chẳng tin vào các nghiệp quả báo ở đời này và cả ở đời sau do các tội ác của họ gây ra. Như vậy hạng người này làm sao có thể thâm tín Bát Nhã Ba La Mật được? Đáp: có người trước đã phạm tội ngũ nghịch như giết cha giết mẹ, phá hòa hợp tăng, vân vân, nhưng về sau biết ăn năn hối cải, lại được thiện tri thức dạy dỗ, cũng có thể tín giải được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật và vào được đạo. Như trường hợp vua A Xà Thế phạm tội giết cha, đã nhờ Phật và ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho nghe mà thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, chứng được đạo quả. Nên biết người viết chép kinh quyển cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật mong khỏi tội ác, nhưng nếu chẳng liễu được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thì cũng vẫn chẳng vào được đạo. Lại cũng nên biết có người ở đời trước đã được gặp thiện tri thức, đã trừ nhóm các nhân duyên phước đức, đã có lợi căn, đã thâm tín Bát Nhã Ba La Mật thì ở đời nay cũng lại thâm tín Bát Nhã Ba La Mật vậy. Phẩm thứ 42, Thán Tịnh, Tán Thán Thanh Tịnh Kinh. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, thanh tịnh này rất thậm thâm chăng? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này rất thậm thâm, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thanh tịnh thậm thâm? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, vì sắc dẫn đến thức thanh tịnh nên là thanh tịnh thậm thâm, vì bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười lực dẫn đến 18 bước cộng pháp đều thanh tịnh nên là thanh tịnh thậm thâm, vì Bồ Tát thanh tịnh, Phật thanh tịnh dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh nên là thanh tịnh thậm thâm. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, thanh tịnh này rất diệu minh chăng? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này rất diệu minh, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào là thanh tịnh diệu minh? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, vì đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, bổ niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh nên là thanh tịnh diệu minh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, thanh tịnh này bất tương tục chăng? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này bất tương tục, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, những pháp gì bất tương tục khiến thanh tịnh này bất tương tục? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều vô khứ, chẳng đi, bất tương tục, chẳng tương tục, nên thanh tịnh này bất tương tục. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, thanh tịnh này vô cấu chăng? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này vô cấu, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, những pháp gì vô cấu khiến thanh tịnh này vô cấu? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, vì tánh của sắc dẫn đến tánh của nhất thiết chủng trí thường thanh tịnh nên thanh tịnh này vô cấu. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, thanh tịnh này vô đắc vô trước chăng? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này vô đắc vô trước, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, những pháp gì vô đắc vô trước khiến thanh tịnh này vô đắc vô trước? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều vô đắc vô trước nên thanh tịnh này vô đắc vô trước. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, thanh tịnh này vô sanh chăng? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này vô sanh, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, những pháp gì vô sanh khiến thanh tịnh này vô sanh? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí vô sanh
nên thanh tịnh này vô sanh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh này chẳng có sanh trong dục giới chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này chẳng có sanh trong dục giới vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao thanh tịnh này chẳng có sanh trong dục giới? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì tánh của dục giới bất khả đắc nên thanh tịnh này chẳng có sanh trong dục giới. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh này chẳng có sanh trong sắc giới và vô sắc giới chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này chẳng có sanh trong sắc giới và vô sắc giới vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao thanh tịnh này chẳng có sanh trong sắc giới và vô sắc giới? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì tánh của sắc giới và của vô sắc giới là bất khả đắc nên thanh tịnh này chẳng có sanh trong sắc giới và vô sắc giới. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh này vô tri chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này vô tri vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao thanh tịnh này là vô tri? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì các pháp đều là độ nên thanh tịnh này vô tri. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sắc dẫn đến thức vô tri là tịch tịnh chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc dẫn đến thức tịch tịnh thì thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì sắc dẫn đến thức đều là tự tướng không nên sắc dẫn đến thức tịch tịnh khiến thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hết thảy các pháp tịch tịnh thì thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, hết thảy các pháp đều là bất khả đắc nên hết thảy các pháp tịch tịnh khiến thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ở nơi nhất thiết trùng trí có tăng có giảm chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, chẳng có tăng giảm vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật ở nơi nhất thiết trùng trí chẳng có tăng giảm? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì hết thảy các pháp thường trú nên Bát Nhã Ba La Mật ở nơi nhất thiết trùng trí chẳng có tăng giảm. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh chẳng thọ hết thảy các pháp chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, vì pháp tánh bất động nên Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh chẳng thọ hết thảy các pháp. Luận: Thanh tịnh thể hiện ở hai nơi tướng, đó là trí tuệ thanh tịnh, duyên pháp thanh tịnh. Đây là hai tướng tịnh do đối đãi với nhau, nương vào nhau mà có. Ly trí tịnh thì chẳng có duyên tịnh, mà ly duyên tịnh cũng chẳng có trí tịnh. Vì sao? Vì hết thảy tâm pháp cũng như tâm sở pháp đều từ duyên sanh. Nếu tâm chẳng duyên thì trí chẳng sanh được. Ví như chẳng có củi hay chẳng có các loại chất đốt khác thì lửa chẳng thể nào hiển tác được. Người có trí huệ biết rõ các duyên đều thanh tịnh, người vô trí chẳng có thể biết được như vậy. Nên ở nơi trí tịnh, nơi duyên tịnh mà tương đãi phân biệt, nên biết thật tướng pháp bản lai thanh tịnh, ly cả trí và duyên. Chỉ vì tâm và tâm sở y vào các nhiễm duyên pháp mà cho là chẳng thanh tịnh vậy. Cũng nên biết hết thảy các pháp bản lai thanh tịnh chẳng phải do Phật tạo tác ra, chẳng phải do ai khác tạo tác ra. Dù có Phật hay chẳng có Phật thì pháp tánh vẫn thường trú chẳng có hoại. Tuy rằng các pháp là hư vọng nhưng bản lai vẫn chẳng nhiễm chẳng tịnh, tự tánh của các pháp vẫn thường thanh tịnh, là như pháp tánh thật tế, là Bát Nhã Ba La Mật, là đạo, thường là bất sanh bất diệt, thường là vô tướng vô tác vô tri vô đắc, thường là rốt ráo không. Ngài Xá Lợi Phất quán thật tướng Bát Nhã Ba La Mật là bất văn chẳng nghe được, bất kiến chẳng thấy được, bất thuyết chẳng nói ra được, bất hoại chẳng hoại. Bởi vậy nên người hủy báng Bát Nhã Ba La Mật phải chịu vô lượng tội khổ, còn người tín thọ Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng phước đức. Quán như vậy rồi, ngài phát tâm hoan hỷ bạch Phật: Thanh tịnh như vậy là thanh tịnh thập thâm. Phật dạy: Chỗ ông thấy như vậy thật là hy hữu, thế nhưng thật tướng pháp lại còn vi diệu hơn nhiều. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là thanh tịnh, đều là vô sở trú, dẫn đến thanh tịnh đó cũng là vô sở trú. Thanh tịnh như vậy mới gọi là rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, thanh tịnh như vậy chính là Bát Nhã Ba La Mật, khiến vô biên phiền não khổ đau đều được tận diệt. Chư thánh ở nơi hết thảy các pháp
vẫn thường giữ tâm thanh tịnh, thường làm các việc lợi ích cho chúng sanh mà chẳng có chấp trước. Đây là thanh tịnh thập thâm. Phật dạy, Bồ Tát ở nơi các sắc pháp phải đoạn hết các quán hại thì mới được thanh tịnh. Vì sao? Vì khi danh sắc đã được thanh tịnh thì sẽ phá được các hỷ luận vô minh, sẽ vào được nơi rốt ráo không, sẽ được trí huệ quang minh. Đây là thanh tịnh diệu minh. Bồ Tát hành các diệu pháp ba la mật rồi lại nhập vào không tam muội để xả các thiện pháp, nên được thanh tịnh diệu minh và hữu dư niết bàn. Đến khi thọ mạng tận, khiến năm ấm thân chẳng còn tương tục nữa, Bồ Tát vĩnh viễn chẳng còn thọ nghiệp báo sanh thân nữa. Đây là thanh tịnh bất tương tục. Bồ Tát được thanh tịnh bất tương tục và vô dư niết bàn. Lại nữa, do được thanh tịnh mà hành giả chẳng còn bị 108 phiền não che tâm, chẳng còn bị nhiễm ô nữa. Đây là thanh tịnh vô cấu. Hành giả được các diệu pháp tự tại như vậy là vào được nơi thật tướng pháp, vào được nơi bất nhị môn. Hành giả tu khổ pháp nhẫn, tu bốn thánh đế dẫn đến được 16 tâm hạnh, được quả sa môn, chẳng còn bị đọa nữa. Hành giả lại tinh tấn tu tập 6 pháp ba la mật, dẫn đến được nhu thuận nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn và Bồ Tát vị, được thanh tịnh pháp. Ở nơi đây, hành giả dụng tâm vô sở đắc hay các diệu pháp mà biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không. Vì biết rõ các pháp đều là rốt ráo không nên chẳng chấp trước, chẳng khởi nghiệp. Đây là thanh tịnh vô đắc vô trước. Do chẳng có tác nghiệp nên hành giả ở nơi hết thảy các thế gian pháp mà vẫn được thể vô sanh. Đây là thanh tịnh vô sanh. Ở trong ba cõi có hai nhân duyên dẫn đến vô sanh, đó là chẳng khởi ba nghiệp thân khẩu và ý. Biết rõ ba cõi đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc. Lại nữa, hết thảy pháp vốn là vô tri, là độn. Vì tự tánh thường bất sanh bất diệt, thường là bất khả đắc, là rốt ráo thanh tịnh. Đây là thanh tịnh vô tri. Ngài Xá Lợi Phất, biết các vị tân học Bồ Tát còn tham trước bát nhã ba la mật, Ngài muốn đoạn các sự tham trước ấy, nên đã bạch với Phật rằng: Bát nhã ba la mật có vô lượng công đức như vậy, nhưng lại là rốt ráo thanh tịnh ở nơi nhất thiết chủng trí. Bát nhã ba la mật chẳng có tăng, chẳng có giảm. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều như mộng như huyễn. Người nằm mộng tưởng như có được có mất, nhưng thật ra chẳng có gì tăng, chẳng có gì giảm, chỉ ví như hư không vậy thôi. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, chẳng có tăng, chẳng có giảm, là như hư không, là rốt ráo thanh tịnh, là vô sở hữu. Vì bát nhã ba la mật là rốt ráo thanh tịnh như hư không, nên Bồ Tát mới thành tựu chúng sanh, cứu độ chúng sanh mà vẫn là bất khả đắc. Vì pháp tánh là bất động nên bát nhã ba la mật là rốt ráo thanh tịnh, đoạn hết thảy các ngôn ngữ hí luận, diệt hết thảy các quán, chẳng thọ hết thảy các pháp, dẫn vào nơi thật tướng pháp vậy. Kinh: Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì ngã là vô sở hữu nên sắc là vô sở hữu, là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thọ tưởng hành và thức thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao ngã thanh tịnh nên thọ tưởng hành và thức thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì ngã là vô sở hữu nên thọ tưởng hành và thức đều là vô sở hữu, là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sáu pháp ba la mật thanh tịnh chăng? Vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn quả thanh văn bích trì Phật đạo dẫn đến Phật đạo thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao ngã thanh tịnh nên bốn quả thanh văn bích trì Phật đạo dẫn đến Phật đạo là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì là tự tướng không. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhất thiết chủng trí thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Vì sao ngã thanh tịnh nên nhất thiết chủng trí là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì là vô tướng vô niệm
Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì vô tướng vô niệm thanh tịnh nên vô đắc vô trước thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, vì vô tướng vô niệm thanh tịnh nên vô đắc vô trước thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao vô tướng vô niệm thanh tịnh nên vô đắc vô trước thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, vì là vô cấu vô tịnh. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì ngã vô biên nên sắc dẫn đến thức thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao ngã vô biên nên sắc dẫn đến thức thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, vì là tất cánh không, là vô thỉ không. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát biết được như vậy gọi là Bồ Tát Ba Ha Tát Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao gọi Bồ Tát biết được như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, vì Bồ Tát ấy biết đạo trùng. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật do có lực phương tiện nên tự niệm rằng: Sắc chẳng biết sắc dẫn đến thức chẳng biết thức, pháp quá khứ chẳng biết pháp quá khứ, pháp hiện tại chẳng biết pháp hiện tại, pháp vị lai chẳng biết pháp vị lai. Phật dạy: Này Tu Bồ Đà, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật do có lực phương tiện nên chẳng tự niệm rằng: Ta tu bố thí như vậy, tu trì giới như vậy, tu nhẫn nhục như vậy, tu tinh tấn như vậy, tu thiền định như vậy, tu trí huệ như vậy, ta được phước đức như vậy. Lại cũng chẳng tự niệm rằng: Ta sẽ nhập Bồ Tát vị, sẽ thành tựu chúng sanh, sẽ thanh tịnh Phật độ, sẽ được nhất thiết chủ trí. Này Tu Bồ Đà, Bồ Tát Ma Tát hành Bát Nhã Ba La Mật do có lực phương tiện nên chẳng có tưởng niệm phân biệt các pháp, vì đều là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đại nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, tánh không, chư pháp không, tự tướng không vậy. Này Tu Bồ Đà, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật do có lực phương tiện như vậy nên được vô sở ngại. Luận: Phật bảo Ngài Tu Bồ Đà cần nêu lên các nhân duyên mới có thể vì chúng hội thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi về thanh tịnh tướng và Ngài đã được Phật tác chứng. Này Ngài Tu Bồ Đà thuyết về thanh tịnh tướng nên Phật cũng lại tác chứng, và vì đại chúng dạy rằng: Vì ngã thanh tịnh nên sắc dẫn đến thức thanh tịnh, vì ngã là vô sở hữu là rốt ráo không nên sắc dẫn đến thức cũng là vô sở hữu là rốt ráo không. Nếu nói năm ấm thanh tịnh thì người nghe khó hiểu, do vậy mà Phật nói ngã thanh tịnh để người nghe dễ hiểu hơn, rồi sau đó mới nói đến năm ấm thanh tịnh, dùng chỗ dễ hiểu để giải thích chỗ khó hiểu vậy. Thuyết về 6 pháp Ba La Mật, về 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo, về 10 lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, về 4 quả thanh văn bích chi Phật đạo dẫn đến Phật. Phật cũng nói về ngã thanh tịnh để giải thích cho đại chúng biết rõ hết thảy các pháp đó cũng đều là thanh tịnh cả. Hỏi: Trên đây đã nói ngã vô sở hữu nên sắc dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là vô sở hữu, này vì sao nói 4 quả thanh văn bích chi Phật đạo dẫn đến Phật đạo đều là tự tướng không? Đáp: Ngã do nhân duyên hòa hợp mà giả danh có. Thế nhưng ở nơi vô ngã mà phàm phu điên đảo trước ngã. Bởi vậy nên Phật dạy ngã là hư vọng, là vô sở hữu, nên sắc dẫn đến thức, đán ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo, 10 lực dẫn đến 18 bất cộng pháp cùng hết thảy các pháp đều là hư vọng, là vô sở hữu cả. Các pháp dù là thiện dù là bất thiện cũng đều là pháp hữu vi. Vì các Bồ Tát phát tâm còn chấp vào các thiện pháp nên Phật dạy các pháp hữu vi đều là vô sở hữu. Còn 4 quả thanh văn bích chi Phật đạo dẫn đến Phật đạo là pháp vô vi, nên Phật dạy các pháp này đều là tự tướng không. Đã là tự tướng không thì là vô sanh, vô diệt, vô trú, vô dị vậy. Sở dĩ chẳng nói các pháp vô vi là vô sở hữu mà nói là tự tướng không vì lý do sau đây: ở nơi các pháp hữu vi còn có khởi các tà hạnh nên phải nói là vô sở hữu, ở nơi các pháp vô vi chẳng có khởi tà hạnh nên nói là vô sanh, vô diệt, vô trú, vô dị, là tự tướng không. Cho nên nói ngã thanh tịnh thì nhất thiết chủng trí cũng thanh tịnh. Nếu Bồ Tát thâm nhập được vô tướng vô niệm
thì vào được vô tướng tam muội. Nay ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là chân thanh tịnh, nên đã thưa hỏi Phật về hai pháp vô đắc và vô trước thanh tịnh, nên biết thanh tịnh nói nơi đây có hai nghĩa, dùng hai pháp đều là thanh tịnh cả, dùng bất nhị pháp thanh tịnh. Khi nói hai pháp thanh tịnh là nói về mặt danh tự, còn khi nói về bất nhị pháp thanh tịnh là nói về chân thanh tịnh. Phật dạy, các pháp đều là rốt ráo không, rốt ráo thanh tịnh. Sở dĩ trong kinh nói đến hai pháp thanh tịnh vì nhằm phá các chấp về có đắc có trước của phàm phu. Ví như nói, vì ngã thanh tịnh nên năm ấm thanh tịnh, vì ngã vô biên thanh tịnh nên năm ấm vô biên thanh tịnh, vân vân. Ở đây Phật nói lên nhân duyên hết thảy các pháp đều là vô cấu vô tịnh, nên đều là vô tướng vô niệm, là vô đắc vô trước, là rốt ráo thanh tịnh vậy. Hỏi, nói rốt ráo thanh tịnh là đủ rồi, vì sao còn nói tất cánh không vô thì không làm gì nữa? Đáp, rốt ráo thanh tịnh cũng có nghĩa là rốt ráo không, tức là tất cánh không rồi vậy. Do phàm phu sợ nghĩa không nên phải nói nghĩa thanh tịnh vậy. Ở đoạn kinh trên đây còn nói đến ngã vô biên, đây là nói về chúng sanh không, mà chúng sanh không tức là vô thủy không vậy. Người hiểu rõ được như vậy mới là người tín giải được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, là người biết rõ được chúng sanh không và pháp không, biết rõ được hết thảy các pháp đều rốt ráo không, biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh. Trên đây Phật đã nói rõ về nghĩa rốt ráo không, nên ngài Tu Bồ Đề mới hỏi, nếu nói rốt ráo không thì làm thế nào để biết được hết thảy pháp đều là rốt ráo không? Vì sao nói Bồ Tát biết được như vậy? Là Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy, vô tri chẳng biết cũng tức là tri đạo trùng, biết đạo trùng. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, rồi lại muốn chúng sanh cũng biết như vậy, để xa lìa tâm chấp trước. Vì sao? Vì nói rốt ráo không chỉ nhằm để phá tâm chấp trước, nhưng rốt ráo không chẳng phải là định pháp vậy. Nghe Phật dạy như vậy, ngài Tu Bồ Đề nói, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải tự niệm rằng, sắc chẳng biết sắc dẫn đến thức chẳng biết thức, pháp quá khứ chẳng biết pháp quá khứ, pháp hiện tại chẳng biết pháp hiện tại, pháp vị lai chẳng biết pháp vị lai, vân vân. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật lại phải tự niệm rằng, Bát Nhã Ba La Mật chẳng có định tướng, chỉ vì lợi ích chúng sanh mà dùng đạo trùng chế phân biệt thuyết ra vậy thôi. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật do có các lực phương tiện nên biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, biết rõ sắc pháp chẳng biết sắc pháp, quán hết thảy các pháp là rốt ráo không như vậy, là dùng huệ năng quán để dẫn đạo chúng sanh xả ly chấp tướng, thể nhập vào rốt ráo không vậy. Bồ Tát do quán nội pháp cũng như ngoại pháp đều rốt ráo không như vậy mà có được đầy đủ các lực phương tiện, nên khi hành bố thí được tam luân không tịch, chẳng thấy có ta là người hành bố thí, chẳng thấy có người thọ hưởng sự bố thí, chẳng thấy có tài vật đem ra bố thí vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói sắc pháp chẳng biết sắc pháp, vì hết thảy các pháp đều là rốt ráo không. Nếu các pháp chẳng tương tri, tức là chẳng biết nhau, thì các pháp đều là vô sở tác vậy. Như vậy là phá được hai chấp, là chấp có người thọ thí, có tài vật thí. Nay lại phá luôn cả chấp có người hành bố thí nữa, dẫn đến phá chấp ngã, chấp nhất thiết chủng trí, chấp hết thảy pháp, do Bồ Tát có đầy đủ các lực phương tiện mà được như vậy. Nếu chẳng phải như vậy mà vọng khởi phân biệt là chẳng liễu triệt được nội không, dẫn đến chẳng liễu triệt được tự tướng không, nên biết 13 pháp không nêu ở đây, tự nội không dẫn đến tự tướng không, nhằm phá hết thảy các chấp về pháp tướng. Còn 5 pháp không sau cùng gồm có chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không và vô pháp, hữu pháp không, nhằm phá tổng tướng của hết thảy các pháp. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật do có lực phương tiện như vậy nên được vô sở ngã, vô ngã đối với ngã cũng như vô ngã đối với pháp. Hết quyển 63. Luận Đại Trí Độ, quyển 64. Phẩm thứ 42, tiếp theo, thán tịnh, tiếp theo. Kinh, lúc bấy giờ ngài Thích Đại Hòa Nhân hỏi ngài Tu Bồ Đề, thưa đại đức, thế nào gọi là thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo mà chướng ngại pháp? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa ngài Kiều Thi Ca, có thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo mà mống tâm chấp tướng, như là chấp tướng đàn Ba La Mật dẫn đến tướng Bát Nhã Ba La Mật,
Chấp tướng nội không dẫn đến tướng vô pháp hữu pháp không, chấp tướng bốn niệm xứ dẫn đến tướng bốn, dẫn đến tướng tám thánh đạo, chấp tướng mười lực dẫn đến tướng 18 bất cộng pháp, chấp tướng gieo trồng thiện căn của chư Phật, chấp tướng hòa hợp hết thảy các phước đức, chấp tướng hồi hướng vô thượng Bồ Đà. Như vậy là thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo mà chướng ngại pháp, dùng pháp như vậy chẳng được vô ngại ở nơi bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì còn chấp tướng năm ấm, dẫn đến còn chấp tướng nhất thiết trùng trí thì chẳng thể hồi hướng được. Lại nữa, thưa ngài Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát muốn giáo hóa người khác tu tập để đến được vô thượng Bồ Đà thì phải giáo hóa họ về thật tướng các pháp. Thiện nam thiện nữ nếu cầu Bồ Tát đạo thì khi hành sáu pháp ba la mật chẳng nên khởi tâm phân biệt rằng tôi có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí huệ, tôi có tu tập nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, có tu tập bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, có tu tập mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, có hành vô thượng Bồ Đà. Nếu giáo hóa người khác tu vô thượng Bồ Đà như vậy thì thiện nam thiện nữ ấy đã theo đúng lời Phật dạy, chẳng có lầm lạc khiến ra lìa được hết thảy các ngại pháp. Lúc bấy giờ Phật tán thán ngài tu Bồ Đà: lành thay, lành thay, này tu Bồ Đà, ông đã vì chư Bồ Tát khéo thuyết về các chướng ngại pháp. Này tu Bồ Đà, ông, này ông hãy lắng nghe ta nói về các tướng chướng ngại vi tế. Ngài tu Bồ Đà bạch Phật: bạch Thế Tôn, con xin nhất tâm nghe. Phật dạy: này tu Bồ Đà, nếu có thiện nam thiện nữ nào phát tâm cầu vô thượng Bồ Đà mà còn chấp tướng tưởng niệm chư Phật là còn bị chướng ngại pháp. Lại nữa, nếu thiện nam thiện nữ tưởng hết thảy thiện căn của chư Phật từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp trụ rồi hồi hướng về vô thượng Bồ Đà mà còn chấp tướng thì như vậy là còn bị chướng ngại pháp. Lại nữa, nếu thiện nam thiện nữ chấp tướng thiện căn của chư Phật, của chư đệ tử Phật, dẫn đến của các chúng sanh, rồi đem hết thảy các thiện căn đó hồi hướng về vô thượng Bồ Đà, thì như vậy cũng là còn bị chướng ngại pháp. Vì sao? Vì chẳng nên chấp tướng chư Phật, chẳng nên chấp tướng tưởng niệm chư Phật, chẳng nên chấp tướng thiện căn, chẳng nên chấp tướng tưởng niệm thiện căn. Ngài tu Bồ Đà bạch Phật: bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật thật thậm thâm. Phật dạy: này tu Bồ Đà, thậm thâm vì thường ly hết thảy các pháp vậy. Ngài tu Bồ Đà bạch Phật: bạch Thế Tôn, con xin thành kính đảnh lễ bát nhã ba la mật. Phật dạy: này tu Bồ Đà, bát nhã ba la mật chẳng khởi chẳng tác nên chẳng có ai năng đắc cả. Ngài tu Bồ Đà bạch Phật: bạch Thế Tôn, như vậy hết thảy các pháp đều bất khả đắc chăng? Phật dạy: này tu Bồ Đà, hết thảy các pháp đều chỉ là một tánh, nhất tánh chẳng phải là hai tánh, nhị tánh, nhất tánh cũng tức là vô tánh, nên chẳng có khởi chẳng có tác. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp chỉ là nhất tánh, là vô tánh, đều chẳng khởi chẳng tác thì xa lìa được hết thảy chướng ngại tướng vậy. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật thật khó biết khó giải. Phật dạy: này tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, bát nhã ba la mật chẳng ai thấy, chẳng ai nghe, chẳng ai biết, chẳng ai đắc cả. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật là bất khả tư nghị. Phật dạy: này tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, bát nhã ba la mật chẳng từ tâm sanh, chẳng từ năm ấm sanh, dẫn đến chẳng từ 18 bất cộng pháp sanh. Luận hỏi: vì sao vị Đế Thích lại hỏi về chướng ngại pháp? Đáp: ngại tướng ở nơi chư vị Bồ Tát rất là vi tế. Vì sao? Vì ngay ở nơi các thiện pháp cũng có vi tế ngại tướng. Người lợi càn thượng trí mới có thể thấy được, còn người độ càn thiểu trí thì chẳng sao có thể thấy được vậy. Bởi vậy nên trước Phật vị Đế Thích mới thưa hỏi về vi tế chướng ngại pháp, nên biết san tâm là chướng ngại pháp. Muốn bỏ san tâm phải hành thí tâm. Thế nhưng bỏ san tâm hành thí tâm mà vẫn còn thủ chấp tướng bố thí thì cũng vẫn còn bị ngại pháp. Trái lại, nếu bố thí các nội ngoại vật sở hữu của mình mà chẳng chấp có tướng người thí, người thọ và tài vật thí thì mới chẳng bị ngại pháp, mới là bố thí ba la mật. Đối với tùy hỷ thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đà cũng là như vậy. Vì sao? Vì mặc dù bố thí là diệu pháp, nhưng nếu trong vẫn còn chấp ngã và ngoài vẫn còn chấp pháp thì cũng vẫn còn là bị ngại pháp vậy. Ví như món ăn ngon có trộn tạp độc khiến người ăn phải mang bệnh vào thân.
Ngài Tu Bồ Đề nói rõ rằng pháp tướng rốt ráo là không. Bồ Tát phải chẳng chấp tướng chư Phật, tướng thiện căn, tướng hồi hướng vô thượng Bồ Đề mới ra liệt được các chướng ngại pháp. Ở nơi vô ngại tướng, Bồ Tát phải dụng thật trí huệ khai thị cho người cầu vô thượng Bồ Đề, để họ biết rõ được thật nghĩa của sáu pháp ba la mật, khiến họ diệt sạch được các thức tướng phân biệt, dẫn họ vào nơi thật tướng pháp. Nếu Bồ Tát dụng thật tướng pháp giáo hóa cho người cầu vô thượng Bồ Đề như vậy, sẽ đạt được hai điều lợi ích, đó là tự mình chẳng lầm lạc, đúng theo lời Phật dạy mà giáo hóa người khác, khiến họ chẳng bị lầm lạc. Được như vậy là chẳng còn bị ngại pháp tướng nữa, nên gọi là được vô ngại pháp tướng, được vô tướng pháp tướng vậy. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề đã khéo thuyết về nghĩa ngại pháp tướng và đã được Phật tán thán, nay vì sao Phật còn dạy thêm về vi tế ngại pháp tướng nữa? Đáp: Phật thấy Ngài Tu Bồ Đề có trí lực nên đã tán thán Ngài là người đã xả được chúng sanh tâm và đã thuyết về nghĩa ngại pháp tướng. Thế nhưng trí lực của Ngài Tu Bồ Đề vẫn còn có hạn lượng, nên Phật đã dạy rõ thêm về nghĩa của vi tế ngại pháp tướng, khiến Ngài nhất tâm xin lắng nghe. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát còn chấp tướng niệm Phật, chấp tướng thiện căn, chấp tướng hồi hướng, là còn bị vi tế ngại pháp tướng, là chưa vào được bát nhã ba la mật. Vì bát nhã ba la mật là vô ngại tướng, là vô tướng tướng vậy. Chư Phật xuất sanh từ nơi bát nhã ba la mật cũng là vô tướng tướng. Bởi vậy nên nếu ở các thiện căn còn chấp có tướng thiện căn, còn chấp có tướng hồi hướng thiện căn về vô thượng Bồ Đề, thì chỉ thọ được quả báo thế gian có tạp độc, chẳng có thể nào đến được vô thượng Bồ Đề. Hỏi: Thủ ngại pháp tướng và vi tế ngại pháp tướng có gì sai khác nhau chăng? Đáp: trên đây đã nói về thủ ngại pháp tướng, như nói hành bố thí mà còn chấp có tướng người thí, có tướng người thọ, có tướng tài vật thí, là còn bị thô ngại pháp tướng. Nay nói về vi tế ngại pháp tướng, như nói về trường hợp Bồ Tát thủ tam muội. Ngài Tu Bồ Đề biết Phật dạy đến chỗ thâm diệu của bát nhã ba la mật mà chính Ngài chưa có đạt đến được, nên Ngài đã tán thán bát nhã ba la mật là thậm thâm. Phật dạy: vì thường ly hết thảy các pháp tướng, dẫn đến phải ly hết thảy các vi tế pháp tướng mới vào được bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề được thâm giải nghĩa bát nhã ba la mật, nên phát tâm kính lễ bát nhã ba la mật và bạch Phật rằng: con xin thành kính đảnh lễ bát nhã ba la mật. Phật dạy: bát nhã ba la mật chẳng khởi chẳng tác, nên chẳng có ai đắc. Hàng xa chư Phật khắp trong mười phương đều chẳng đắc, hướng nữa là hàng thanh văn, làm nói sao đắc được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: chẳng phải riêng bát nhã ba la mật là pháp chẳng thể biết chẳng thể đắc, mà hết thảy các pháp cũng đều là chẳng thể biết chẳng thể đắc cả. Phật dạy: các pháp đều chỉ là nhất tánh, một tánh, chẳng phải là nhị tánh, hai tánh. Nhất tánh là rốt ráo không nên cũng là vô tánh vậy. Vì là rốt ráo không nên là chẳng thù chấp vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng nếu là vô tánh thì chẳng khởi chẳng tác, dẫn đến chẳng còn tiếp tục ở đời sau. Biết được như vậy là vào được bát nhã ba la mật, xả ly hết thảy các ngại pháp. Nếu xả ly hết thảy các ngại pháp thì được tự tại, dẫn đến được vô thượng đạo vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại nghĩ rằng chỗ ta cho là đắc thì Phật gọi là bất đắc. Bát nhã ba la mật thật là khó giải, khó biết vậy. Phật dạy: chẳng phải chỉ riêng ông nghĩ là khó, mà hết thảy chúng sanh đều chẳng thể thấy, chẳng thể nghe, chẳng thể biết, chẳng thể đắc vậy. Chẳng có thể dùng sáu căn sáu thức để biết, để đắc bát nhã ba la mật được. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật vượt ra ngoài tầm hay biết của sáu thức, nên nói là khó giải vậy. Ngài Tu Bồ Đề dụng trí lực đến chỗ cùng tột mới thâm nhập được vào bát nhã ba la mật, nên Ngài bạch Phật rằng: bát nhã ba la mật là bất khả tư nghị. Phật dạy: bát nhã ba la mật chẳng phải từ tâm sanh, chẳng phải từ năm ấm sanh, dẫn đến chẳng phải từ 18 bất cộng pháp sanh. Bởi vậy nên bát nhã ba la mật là vô sanh tướng vậy. Hỏi: nói bát nhã ba la mật chẳng phải từ tâm sanh là đủ rồi, vì sao lại còn nói bát nhã ba la mật chẳng phải từ năm ấm sanh làm gì nữa? Vì trong năm ấm thì thức ấm cũng chính là tâm rồi vậy. Đáp: trước nói bát nhã ba la mật chẳng phải từ tâm sanh là nói lược, nay nói bát nhã ba la mật chẳng phải từ năm ấm sanh là nói rộng. Đây là nói năm ấm dẫn đến 18 bất cộng pháp.
Tuy cùng với bát nhã ba la mật duyên khởi mà chẳng sanh ra bát nhã ba la mật, ví như gió lớn làm cho đám mây tan biến, khiến mặt trời và mặt trăng xuất hiện, mà gió chẳng phải là mặt trời mặt trăng vậy. Phẩm thứ 43, Vô Tát Kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật là vô sở tác chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì tác giả là bất khả đắc nên sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là bất khả đắc cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát muốn thật hành bát nhã ba la mật thì phải thật hành như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng hành sắc dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí mới là hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát chẳng hành sắc thường hay vô thường dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí thường hay vô thường là hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát chẳng hành sắc lạc hay khổ dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí lạc hay khổ là hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát chẳng hành sắc ngã hay vô ngã dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí ngã hay vô ngã là hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát chẳng hành sắc tịnh hay bất tịnh dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí tịnh hay bất tịnh là hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là tự tánh không, là vô sở hữu. Bởi vậy nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng phải là thường, là vô thường, là lạc, là khổ, là ngã, là vô ngã, là tịnh, là hay bất tịnh vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng hành sắc bất cụ túc, chẳng đầy đủ, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí bất cụ túc mới là hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì sắc bất cụ túc thì chẳng gọi là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất cụ túc thì chẳng gọi là nhất thiết chủng trí, chẳng hành như vậy mới là hành bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có. Thế Tôn đã khéo thuyết về ngại pháp tướng và về vô ngại pháp tướng của các thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ngại pháp tướng và vô ngại pháp tướng của các thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo là như vậy đó. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí là chẳng bị chướng ngại pháp mới là hành bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy nên biết rõ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là vô ngại, biết rõ bốn quả thanh văn bích chi Phật đạo dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều là vô ngại. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có. Pháp thậm thâm này hoặc thuyết ra hoặc chẳng thuyết ra cũng chẳng có tăng giảm. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, pháp thậm thâm này hoặc được thuyết ra hoặc chẳng được thuyết ra cũng chẳng có tăng giảm. Vì như Phật, hoặc được tán thán hoặc bị hủy báng, mãi cho đến trọn đời tâm vẫn thường như hư không, chẳng có tăng, chẳng có giảm. Lại ví như người huyễn, khi được tán thán chẳng có vui, khi bị hủy báng chẳng có buồn. Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp tướng cũng đều là như vậy, dù có nói ra cũng như vậy, dù chẳng nói ra cũng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đạo rất khó hành, rất khó tu. Trừ Bồ Tát lúc tu tập bát nhã ba la mật chẳng ưu phiền, chẳng hoan hỉ, các ngài luôn tu tập hành trì bát nhã ba la mật chẳng bao giờ thối chuyển, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Bạch Thế Tôn, tu tập bát nhã ba la mật là như tu tập hư không. Trong hư không chẳng có đàn ba la mật dẫn đến chẳng có bát nhã ba la mật, chẳng có sắc dẫn đến chẳng có thức, chẳng có nội không dẫn đến chẳng có vô pháp hữu pháp không, chẳng có bốn niệm xứ dẫn đến chẳng có tám thánh đạo, chẳng có mười lực dẫn đến chẳng có 18 bất cộng pháp, chẳng có bốn quả thanh văn, chẳng có bích chi Phật đạo dẫn đến chẳng có vô thượng Bồ Đề. Trong bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Bạch Thế Tôn, phải kính lễ chư Bồ Tát Ma Ha Tát, vì chư vị này đã phát đại thệ trang nghiêm vì chúng sanh, mà chư vị này đã phát đại thệ trang nghiêm tinh tấn tu hành y như vì hư không mà phát đại thệ trang nghiêm tinh tấn tu hành vậy. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát này muốn độ chúng sanh như muốn độ hư không. Chư Bồ Tát này phát đại thệ trang nghiêm như hư không không phát đại thệ trang nghiêm. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát này phát đại thệ trang nghiêm muốn độ chúng sanh như là muốn nâng hư không lên vậy. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát này do tinh tấn dõng mãnh muốn độ chúng sanh như độ hư không mà phát vô thượng Bồ Đề tâm.
Vì sao? Vì khắp ba ngàn đại thiên thế giới, chư Phật vẫn thường thuyết pháp độ vô lượng vô biên chúng sanh, khiến họ vào được niết bàn, mà vẫn biết rõ chúng sanh tánh chẳng có tăng giảm, biết rõ chúng sanh tánh là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên còn mới nói Bồ Tát Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm muốn độ vô lượng vô biên chúng sanh như là muốn độ hư không vậy. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xin đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật, dù chẳng có pháp sanh, dù chẳng có pháp diệt, mà vẫn có giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, giải thoát tri kiến chúng, vẫn có bốn quả thanh văn, có bích chi Phật đạo, dẫn đến có Phật đạo, vẫn có Phật bảo, có pháp bảo, có tăng bảo, vẫn có truyền pháp luân. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi chẳng tác, nên ngài tự niệm rằng: Nếu Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi chẳng tác, thì hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng đoạn được các phiền não, chẳng trồng được các thiện căn. Ngài Tu Bồ Đề này nghe Phật thuyết về nhân duyên tác giả bất khả đắc, mà hết thảy các pháp đều bất khả đắc, nên ngài lại tự niệm rằng: Nếu chẳng có tác giả thì Bát Nhã Ba La Mật là vô sở tác. Như vậy thì làm sao mà hành Bát Nhã Ba La Mật được? Phật dạy: Vì Bồ Tát chẳng hành hết thảy pháp nên chẳng đắc hết thảy pháp. Bồ Tát chẳng hành sắc thường hay vô thường, khổ hay lạc, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, là hành Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng hành nhất thiết trùng trí, thường hay vô thường, khổ hay lạc, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, là hành Bát Nhã Ba La Mật. Người vô trí hành các pháp thường, vô thường, khổ, lạc, vân vân, rồi trú nơi các pháp đó nên mới khởi phân biệt. Còn người trí tuy có hành các pháp đó nhưng lại dùng trí huệ Bát Nhã soi sáng, biết rõ thật tướng pháp nên chẳng có vướng chấp các pháp là thường, là vô thường, là khổ, là lạc nữa. Cũng nên biết vì muốn phá chấp thường của phàm phu mà nói đến vô thường, vân vân. Thế nhưng khi đã vào được Bát Nhã Ba La Mật thì hành giả chẳng thọ hết thảy pháp, nên chẳng còn thủ chấp các pháp. Vậy vậy nên tư duy trừ lượng để cầu thường hay vô thường cũng đều là bất khả đắc cả. Hỏi nói có sắc pháp là tội lỗi, là khổ, là bất tịnh, vân vân, còn hợp lý. Vì sao nói các thiện pháp cũng là khổ, là bất tịnh? Đáp: đã là danh pháp thì là bất tịnh, là khổ rồi vậy. Ví như khi một pháp ứng hợp với ý mình thì cho pháp ấy là tịnh, là lạc. Trái lại, khi một pháp chẳng ứng hợp với ý mình thì cho pháp ấy là bất tịnh, là khổ. Đối với thiện pháp cũng là như vậy. Khi ưa thích thì cho là tịnh, là lạc. Khi đã nhàm chán thì cho là bất tịnh, là khổ. Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng: Nếu ly hết thảy các pháp quán là chẳng được cụ túc Bồ Tát Đạo chăng? Phật dạy: Nếu chẳng hành sắc bất cụ túc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết trùng trí bất cụ túc, mới là hành Bồ Tát Đạo. Nên biết cụ túc đầy đủ có nghĩa là ở nơi các sắc pháp mà còn có ước tưởng, còn có phân biệt là thường, là vô thường, vân vân. Còn bất cụ túc có nghĩa là dùng vô thường để phá chấp về thường, vân vân. Này ở nơi sắc cũng chẳng hành quán vô thường nữa, nên nói chẳng hành sắc bất cụ túc là hành Bát Nhã Ba La Mật. Lại có thuyết nói Bồ Tát cụ túc là vị Bồ Tát bổ xứ, như thật quán sắc dẫn đến như thật quán nhất thiết trùng trí. Nếu trái lại thì gọi là Bồ Tát bất cụ túc. Nếu Bồ Tát chẳng hành sắc bất cụ túc là Bồ Tát ấy hành cụ túc Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc bất cụ túc là phi sắc, chẳng phải là sắc thì cũng chẳng phải là thường tướng vậy. Phật dạy phải vượt qua sự chấp thường của chúng sanh, phải dụng vô sở hữu mới nói năng được vô ngại, mới thật là thanh tịnh. Vì sao? Vì chẳng hành sắc dẫn đến chẳng hành nhất thiết trùng trí mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Đây là lược nói về đạo và phi đạo của Bồ Tát. Nếu còn ngại pháp là phi đạo, vậy chẳng còn ngại pháp nữa mới là đạo. Bởi vậy nên Ngài Tu Bồ Đề đã tán thán: thật chưa từng có. Phải quán biết toàn thể chúng hội đã hướng tâm về pháp không, đã biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô ngại, nên nói chẳng hành sắc dẫn đến chẳng hành nhất thiết trùng trí mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề tuy chưa rốt ráo thông đạt về lý không mà thường năng thuyết về pháp không. Ngài cho rằng pháp này cùng với hết thảy pháp thế gian trái nhau. Phật dạy dù được thuyết ra hay dù chẳng được thuyết ra thì pháp này vẫn chẳng tăng chẳng giảm. Dù có dùng thân dùng ý nhằm hủy hoại,
cũng chẳng làm cho thật tướng pháp thay đổi được, huống nữa là dùng miệng nói ra. Vì sao? Vì thật tướng pháp là thường hằng, là vô sanh tướng, là như hư không vậy. Bát nhã ba la mật ví như hư không, chẳng có tăng, chẳng có giảm. Người hành bát nhã ba la mật ví như người viễn, dù được tán thán cũng chẳng vui, dù bị hủy báng cũng chẳng buồn vậy. Do nghiệp tội nhân duyên mà hư vọng điên đảo, chấp có các pháp sai khác. Thế nhưng khi đã vào được trong bát nhã ba la mật rồi thì biết rõ các pháp ở nơi tự thể chẳng hề thay đổi. Ví như khi đã quy tụ về núi Tu Di rồi thì hết thảy các sắc pháp đều biến thành vàng ròng cả. Cũng như vậy, hết thảy các pháp tướng ở trong bát nhã ba la mật đều là thật tướng pháp, nên đều chẳng thể biết, chẳng thể nói ra được. Dù có nói ra hay dù chẳng có nói ra thì thật tướng pháp trước sau vẫn rốt ráo là như vậy. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng, nếu hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, đều là vô sở hữu, là như hư không, dẫn đến chẳng có phi tế tướng, thì sự việc chư Bồ Tát tu tập các thiện pháp dẫn đến vô thượng Bồ Đề thật là khó tin, khó lãnh thọ được. Tự niệm như vậy rồi, Ngài bạch Phật, muốn độ hết thảy chúng sanh nên Bồ Tát cần khổ làm những việc khó làm. Vì vô thượng Bồ Đề mà Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, bởi vậy nên hết thảy các hàng trời người đều phải cung kính lễ bái bát nhã ba la mật. Hỏi: vì sao biết thệ nguyện của Bồ Tát là đại thệ trang nghiêm? Đáp: như Ngài Tu Bồ Đề đã nêu lên thí dụ, Bồ Tát biết rõ chúng sanh là tự tánh không, là vô sở hữu như hư không, mà vẫn phát thệ nguyện siêng năng tinh tấn tu tập, làm những việc khó làm vì lợi ích cho chúng sanh, như vậy nên gọi là đại thệ trang nghiêm. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh, vì muốn độ hết thảy chúng sanh mà vẫn biết rõ chúng sanh là hư không, nên gọi là phát đại thệ trang nghiêm vậy. Hỏi: vì sao chỉ có một vấn đề mà cứ hỏi đi hỏi lại mãi như vậy? Đáp: vì muốn làm lợi ích cho những người chưa vào được Niết Bàn, khiến họ được trí huệ thiền định, dẫn đến được phước lợi ở đời sau, khiến họ được lậu tận, thành tựu được ba thừa đạo và được vô dư Niết Bàn, chẳng còn bị trói buộc bởi sanh diệt khổ vui, được vô sở hữu như hư không. Mà Ngài Tu Bồ Đề nói đi nói lại nhiều lần, Bồ Tát muốn độ chúng sanh như độ hư không mà phát đại thệ trang nghiêm. Ngài Tu Bồ Đề lại tán thán: Bồ Tát này được đại tinh tấn, chẳng còn nghi tâm, nên dù được Phật đạo, chưa diệt sạch kiết sử, mà thường hành Bồ Tát hạnh một cách dõng mãnh vậy. Có như vậy mới làm được việc khó làm, mới có thể độ hư không chúng sanh, như lấy vật nhọn vẽ trong hư không vậy. Đây chính là nghĩa chúng sanh không. Chúng sanh do nhân duyên hòa hợp mà có, nên đều là tự tánh không vậy. Trừ Phật trong khắp mười phương vì chúng sanh thuyết pháp trong nhiều đời nhiều kiếp, mỗi Phật dùng thần lực độ vô lượng vô biên chúng sanh vào Niết Bàn, mà số chúng sanh vẫn chẳng có giảm thiểu. Chúng sanh chẳng có giảm thiểu thì chư Phật cũng chẳng có giảm thiểu. Bởi vậy nên nói, Bồ Tát muốn độ chúng sanh cũng rất khó như là muốn độ hư không. Lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo nghe thuyết về rốt ráo không, vừa kinh hãi vừa vui mừng đứng lên bạch Phật rằng: con xin đảnh lễ bát nhã ba la mật. Trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp nào có định tướng cả, mà vẫn có chúng sanh, vẫn có các quả báo vậy. Kinh: lúc bấy giờ Ngài Thích Đại Hòa Nhân nói với Ngài Tu Bồ Đề rằng: thưa Đại Đức, Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật phải nên tu tập pháp gì? Ngài Tu Bồ Đề đáp: thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật là tu tập pháp không? Ngài Thích Đại Hòa Nhân bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì thân cận đọc tụng giảng nói tránh ước niệm bát nhã ba la mật, thì con phải thủ hộ người ấy như thế nào? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: thưa Ngài Kiều Thi Ca, Ngài có thấy pháp gì để thủ hộ chăng? Ngài Thích Đại Hòa Nhân đáp: thưa Đại Đức, tôi chẳng thấy pháp gì để thủ hộ người hành bát nhã ba la mật cả. Ngài Tu Bồ Đề nói: nếu thiện nam thiện nữ y theo bát nhã ba la mật mà hành trì, thì như vậy là đã tự thủ hộ rồi vậy. Thiện nam thiện nữ ấy thường chẳng xa lìa bát nhã ba la mật, và thường y theo bát nhã ba la mật mà hành trì, nên chẳng bị các hạ người xấu ác, chẳng bị các loài phi nhân quấy phá hãm hại. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, thủ hộ người hành bát nhã ba la mật là như thủ hộ hư không vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, ý Ngài nghĩ sao Ngài có thể thủ hộ mộng, diệm, ảnh, hưởng, huyễn, hóa được chăng? Ngài Thích Đại Hòa Nhân đáp: thưa Đại Đức, chẳng thể thủ hộ được.
Lạy Tu Bồ Đề nói, thưa ngài Kiều Thi Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng là như vậy, chỉ tự mình làm nhọc mình thôi. Lại nữa, thưa ngài Kiều Thi Ca, ý ngài nghĩ sao ngài có thể thủ hộ pháp mà Phật biến hóa ra được chăng? Ngài Thích Đề Hoàn Nhân đáp, thưa đại đức, chẳng thể thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói, thưa ngài Kiều Thi Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng là như vậy. Lại nữa, thưa ngài Kiều Thi Ca, ý ngài nghĩ sao ngài có thể thủ hộ pháp tánh thật thực tế bất khả tư nghị tánh chăng? Ngài Thích Đề Hoàn Nhân đáp, thưa đại đức, chẳng thể thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói, thưa ngài Kiều Thi Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng là như vậy. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân hỏi, thưa đại đức, Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào để như thật biết hết thảy các pháp đều là như mộng, như diệm, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như hóa? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa ngài Kiều Thi Ca, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng niệm mộng, chẳng niệm đây là mộng, chẳng niệm ta dùng mộng, chẳng niệm mộng là của ta. Đối với diệm, ảnh, hưởng, huyễn, hóa cũng là như vậy. Thưa ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật lại cũng chẳng niệm sắc, chẳng niệm đây là sắc, chẳng niệm ta dùng sắc, chẳng niệm sắc là của ta, dẫn đến chẳng niệm nhất thiết trùng trí, chẳng niệm đây là nhất thiết trùng trí, chẳng niệm ta dùng nhất thiết trùng trí, chẳng niệm nhất thiết trùng trí là của ta. Thưa ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là như thật biết hết thảy các pháp đều là như mộng, như niệm, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như hóa. Luận: ở đoạn kinh trên đây, vị Đế Thích sau khi nghe thầm Bát Nhã Ba La Mật bèn hỏi ngài Tu Bồ Đề phải nên tu tập pháp gì. Ngài Tu Bồ Đề đã đáp lại rằng hết thảy các pháp đều dẫn đến niết bàn nên phải tu tập pháp không. Muốn tu tập pháp Bát Nhã Ba La Mật là phải tu tập pháp không vậy. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân là một vị thiên chủ có lực tự tại, lại phát nguyện thủ hộ người tu hành. Khi nghe được Bát Nhã Ba La Mật, ngài rất vui mừng bạch Phật rằng: còn phải làm gì để thủ hộ người tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Lại nữa, ngài Thích Đề Hoàn Nhân biết ngài Tu Bồ Đề là một vị tỳ kheo xuất gia kính pháp, sợ các ác quỷ manh tâm quấy phá, như đã thường làm não hại người hành Bát Nhã Ba La Mật, nên bạch Phật rằng: còn phải làm gì để thủ hộ người tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề biết Bát Nhã Ba La Mật là pháp rất quý trọng, có vô lượng oai lực, nhưng lại chẳng có chỗ nhẫn thọ, nên đã nói với vị Đế Thích rằng: Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không, là như mộng, như diệm, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như hóa. Như vậy ngài có thấy có pháp gì để thủ hộ chăng? Ngài Thích Đề Hoàn Nhân đáp lại rằng: chẳng thấy có pháp gì để thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật cả, vì Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: nếu hành giả y theo Bát Nhã Ba La Mật mà an trú là đã tự thủ hộ rồi vậy. Nếu y theo Bát Nhã Ba La Mật mà nhất tâm tín thọ, tư duy tránh ức niệm, thì sẽ vào được thâm thiền định, quán được thật tướng pháp, vào được nơi rốt ráo không. Với trí huệ được như vậy, hành giả sẽ mau được vô sanh pháp nhẫn, mau vào được Bồ Tát vị. Vì đã vào được nơi thật tướng pháp, biết rõ các pháp đều là như mộng, như huyễn, đều là tự tướng không, nên hành giả rất sạch được các phiền não, thường được an lạc, cần khổ, làm các việc lợi ích cho chúng sanh mà chẳng tiếc thân mạng. Vì đã giả ly hết thảy các pháp thế gian, nên hành giả chẳng còn có ưu sầu khổ não, chẳng có đắm chấp các lạc sự ở thế gian, được thế gian lạc chẳng vui, mất thế gian lạc chẳng buồn. Hành giả thường y theo Bát Nhã Ba La Mật, nên tâm thường như như bất động, thường được vô sở úy. Trong kinh có nêu mẩu chuyện về ngài Xá Lợi Phất như sau. Khi ngài Xá Lợi Phất đăng nhập vào diệt tận định, các quỷ dạ xoa đến quấy phá đánh trên đầu ngài mà ngài vẫn an nhiên tự tại. Vì sao? Vì nhập vào diệt tận định là được khí phần của Bát Nhã Ba La Mật nên giữ được tâm bất động, khiến các kẻ ác, các loài phi nhân chẳng sao tìm được chỗ tiện lợi để gây tác hại được. Như vậy, người hành Bát Nhã Ba La Mật chọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, tự thủ hộ cho mình, chẳng cần đến sự thủ hộ của người khác. Chỉ có người hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn chấp có được có mất thì mới cần có sự thủ hộ vậy. Có hai trường hợp chẳng cần có sự thủ hộ, đó là người đã nhàm chán thân, đã xả ly hết thảy pháp, được vô ngã và vô ngã sở. Do vì chẳng còn chấp ngã nên dù thân có bị trẻ như trẻ tre cũng chẳng hề bị phiền não quấy nhiễu,
Người đã được thượng diệu pháp, đã được mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát thường hộ niệm. Lại nữa, người hành bát nhã ba la mật, chọn chẳng ly bát nhã ba la mật, được tâm tĩnh lặng như hư không. Mưa chẳng thể làm ướt, gió chẳng thể lay động, đau thương chẳng thể làm hại được. Người muốn thủ hộ hư không, chỉ tự mình làm nhọc mình. Người muốn thủ hộ người hành bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Thích Đề Hoàn Nhân, Ngài có thường thủ hộ hư không, thường thủ hộ người trong mộng chăng? Vì Đế Thích đáp, chẳng thể thủ hộ được. Vì sao? Vì người hành bát nhã ba la mật xem năm ấm thân như hư không, như mộng, như huyễn, là vô vi pháp, là như pháp tánh thật tế, là bất khả tư nghị tánh, nên thủ hộ người hành bát nhã ba la mật chẳng lợi ích gì cả. Do vì xem thân là như pháp tánh thật tế, là bất khả tư nghị tánh, nên người hành bát nhã ba la mật luôn luôn được an nhiên tự tại, khi được cúng dường chẳng đắm, khi bị hủy báng chẳng buồn nản. Do vậy mà chẳng cần đến sự thủ hộ của người khác nữa. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân biết rõ phước lạc của mình cũng như mộng như huyễn, biết rõ Bồ Tát hành bát nhã ba la mật có đại trí lực, chẳng cần sự thủ hộ của người khác, nên đã hỏi Ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật làm thế nào để như thật biết các pháp đều là như mộng như huyễn. Ngài Tu Bồ Đề đáp lại vị Đế Thích với nội dung như sau: như thật biết các pháp đều là như mộng, là chẳng niệm mộng, chẳng niệm đây là mộng, chẳng niệm ta dùng mộng, chẳng niệm mộng là của ta. Phàm phu chẳng biết năm ấm là như mộng mà thường đắm chấp thân năm ấm, nên phải dạy cho họ quán năm ấm là như mộng, chẳng nên chấp, và ngay cả mộng đó cũng chẳng nên chấp nữa. Vì sao? Vì dù đã lấy mộng để dụ cho năm ấm mà phàm phu vẫn chấp cảnh mộng khởi sanh ra trong lúc ngủ, như vậy là niệm mộng. Ở trong cảnh mộng lại phân biệt có tốt có xấu, có lành có dữ, cho như vậy là thật, như vậy là niệm đây là mộng. Thấy cảnh mộng tốt lành thì phấn khởi vui vẻ, thấy cảnh mộng xấu ác thì buồn khổ chán nản, rồi lấy các điều thấy trong mộng để chứng minh suy luận, như vậy là niệm dùng mộng. Do chứng minh suy luận về cảnh mộng mà đắm chấp vào cảnh mộng của mình, như vậy là niệm mộng là của ta. Bởi vậy nên phải dạy cho họ chẳng nên niệm mộng, chẳng nên niệm đây là mộng, chẳng nên niệm ta dùng mộng, chẳng nên niệm mộng là của ta. Đối với diệm ảnh hưởng huyễn hóa cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại nói tiếp, người hành bát nhã ba la mật chẳng niệm sắc, chẳng niệm đây là sắc, chẳng niệm ta dùng sắc, chẳng niệm sắc là của ta, dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí, chẳng niệm đây là nhất thiết chủng trí, chẳng niệm ta dùng nhất thiết chủng trí, chẳng niệm nhất thiết chủng trí là của ta. Người chẳng niệm sắc vì biết rõ nội ngoại sắc đều do bốn đại và bốn đại tạo sắc tạo thành. Dẫn đến chẳng niệm bốn đại tạo sắc thì dù là sắc thường, sắc vô thường vân vân vẫn chẳng hành sắc, do chẳng hành sắc là thường là vô thường nên chẳng có sanh kiều mạn, do chẳng niệm sắc là ngã là vô ngã nên vào thẳng trong thật tướng pháp vậy, do chẳng niệm sắc nên cũng chẳng niệm mộng, chẳng niệm đây là mộng, chẳng niệm ta dùng mộng, chẳng niệm mộng là của ta. Khi đã phá được chấp về năm ấm rồi thì dù ở trong mộng cũng chẳng có lầm lạc, còn người chưa phá được sắc thì ở nơi sắc bị lầm lạc, ở nơi mộng bị lầm lạc, chưa phá được các chấp về thọ tưởng hành thức, dẫn đến chưa phá được chấp về nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Đối với các dụ về diệm ảnh hưởng huyễn hóa cũng luận giải như trên. Kinh: lúc bấy giờ do thần lực của Phật, chư thiên khắp trong 3.000 đại thiên thế giới, từ cõi trời tứ thiên vương, đa luận thiên, đâu xuất đà thiên, dẫn đến giả ma thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tử tại thiên, phạm phú thiên, phạm chúng thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, dẫn đến tịnh cư thiên, đều tán hương trên đàn cúng dường Phật và cùng đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng sang một bên. Do thần lực của Phật mà chư thiên thấy được ở phương Đông có cả ngàn Đức Phật đang thuyết pháp, lại thấy có các vị tỷ kheo như Ngài Tu Bồ Đề đang vấn nạn về phẩm bát nhã ba la mật, lại cũng thấy các vị Đế Thích đang thưa hỏi các Đức Phật, và chính phương kia cũng đều là như vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Di Lặc khi thành vô thượng Bồ Đề sẽ ở nơi đây thuyết kinh bát nhã ba la mật, trừ đại Bồ Tát trong hiền kiếp cũng đều ở nơi đây thuyết kinh bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch
Thế Tôn, khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát Di Lặc sẽ dùng tướng gì, nhân gì, nghĩa gì mà nói Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát Di Lặc sẽ thuyết rằng sắc dẫn đến thức đều chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải phược, chẳng phải giả, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Lại thuyết rằng sắc dẫn đến thức đều là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu sắc dẫn đến thức chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh thì gọi là sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh. Sắc dẫn đến thức rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì hư không rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hư không rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không chẳng sanh chẳng diệt nên là rốt ráo thanh tịnh. Hư không rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì sắc dẫn đến thức chẳng nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao sắc dẫn đến thức chẳng nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như hư không chẳng nhiễm ô, sắc dẫn đến thức chẳng nhiễm ô là rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hư không chẳng nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không bất khả thủ, chẳng thể nắm bắt được nên là rốt ráo thanh tịnh. Hư không rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì hư không bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hư không bất khả thuyết nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không chỉ là danh tự nên là bất khả thuyết. Hư không bất khả thuyết là rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì hư không bất khả đắc, chẳng thể được nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hư không bất khả đắc nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì hư không chẳng có tướng đắc nên là bất khả đắc. Hư không bất khả đắc là rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật cũng rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì hết thảy các pháp đều chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hết thảy các pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm là rốt ráo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Luận: Bát Nhã Ba La Mật là pháp thậm thâm vi diệu, chư thiền nhờ nghe Phật thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật mà rõ được thật tướng các pháp, nên đã từ khắp 3.000 đại thiên thế giới tán hương trên đàn cúng dường Phật, cùng nhau đến đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng ra một bên để nghe pháp. Các lời thưa hỏi do Ngài Tu Bồ Đề nêu lên và các lời giải đáp của Phật đã giúp chư thiên thâm tín Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, do thần lực của Phật mà chư thiên thấy chư Phật khắp mười phương đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật như ở tại pháp hội hiện tiền, lại cũng thấy mỗi nơi có một vị tỳ kheo như Ngài Tu Bồ Đề đang vấn nạn về Bát Nhã Ba La Mật, và cũng có một vị đế thích đang thưa hỏi Phật. Phải có đầy đủ phước đức nhân duyên mới có thể thấy được như vậy, nên Ngài Tu Bồ Đề và Ngài Thích Đại Hòa Nhân rất vui mừng tự niệm rằng: Chẳng phải riêng chúng ta ở chúng hội này thưa hỏi Phật về Bát Nhã Ba La Mật, mà ở khắp trong mười phương chư Phật cũng đang thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, và ở đâu cũng có một vị tỳ kheo và một vị đế thích đang thưa hỏi Phật ở nơi đó về Bát Nhã Ba La Mật. Phật muốn minh chứng pháp sự này nên đã dùng thần lực khiến chúng hội thấy khắp mười phương có chư Phật đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Phật cũng cho chúng hội biết
và đời vị lai khi thành vô thượng đạo, Ngài Bồ Tát Di Lặc cũng sẽ thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật tại núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Giá trong nước Ma Già Đà này. Trong kinh có chép: ở đời vị lai khi thành vô thượng đạo, Ngài Bồ Tát Di Lặc dẫn đại chúng đến núi Kỳ Xà Quật, lấy ngón tay ấn xuống khiến vách núi mở ra. Từ trên đỉnh núi, Ngài Maha Ca Diếp mặc áo tăng giả lê của Phật, chấp trì bình bát của Phật, tiến về Ngài Di Lặc đảnh lễ, rồi trao y bát cho Ngài Di Lặc. Xong, Ngài Maha Ca Diếp bay lượn giữa hư không, hiện đủ các thứ thần thông, và từ giữa không trung tự diệt thân mà nhập vào Niết Bàn. Trước sự kinh ngạc của các đệ tử, Ngài Di Lặc nói với họ rằng, người ấy là một vị đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời quá khứ. Người ấy tên là Maha Ca Diếp, tu hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, cũng là một vị đại A-la-hán. Ngài Maha Ca Diếp có đầy đủ tam minh lục thông, thường lân mẫn chúng sanh nên đã dùng thần thông, khiến cho thân tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vào thời bấy giờ, người chỉ sống 100 tuổi, thân hình nhỏ bé, mà có thể làm được nhiều việc lợi ích như vậy. Còn các ngươi ngày nay, thân hình to lớn lại được sanh vào thời sung túc, mà chẳng lo tinh tấn tu học để tự lợi và lợi tha hay sao? Nói xong, Ngài Di Lặc bèn vì họ thuyết một thời pháp, khiến họ đoạn được các khổ và có rất nhiều người chứng được quả thanh văn, được vô sanh pháp nhẫn. Xem thêm quyển 3, Chú Thành Vương Xá. Lời viện dẫn trên đây của kinh cho thấy rằng chư Phật ở trong cả ba đời đều thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy, nên người phát tâm cầu vô thượng đạo phải tín thọ Bát Nhã Ba La Mật, phải nhất tâm tinh tấn hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, Ngài Di Lặc sẽ dùng tướng gì, nhân gì, nghĩa gì mà nói Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, cũng như ta bây giờ, Ngài Di Lặc cũng sẽ thuyết rằng sắc dẫn đến thức đều chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải phượng, chẳng phải giải, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Cũng như ta bây giờ, Ngài cũng sẽ thuyết rằng hết thảy các pháp đều là tướng Niết Bàn, đều là rốt ráo thanh tịnh. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề rất hoan hỷ hỏi Phật rằng, Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh chăng? Phật dạy, sắc cùng hết thảy các pháp đều rốt ráo thanh tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, chẳng tăng chẳng giảm. Ví như nước trong chẳng có vấy bụi trần, ví như hư không chẳng có nhiễm ô tánh thường thanh tịnh. Hết thảy các pháp ở nơi thật tướng cũng chẳng có nhiễm ô tánh thường thanh tịnh vậy. Bát Nhã Ba La Mật cũng như hư không chẳng có nhiễm ô tánh thường thanh tịnh, dù cho các tà kiến hí luận, các ác sự quấy nhiễu, thì Bát Nhã Ba La Mật cũng vẫn chẳng có bị tổn hại. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, nên cũng chẳng có thủ, chẳng có nhiễm ô vậy. Lại nữa, nhờ Bát Nhã Ba La Mật lực mà trừ đại Bồ Tát được biện tài vô ngại, vì chúng sanh thuyết 12 bộ kinh, 8 vạn 4 ngàn pháp môn phân biệt rõ các pháp, khiến chúng sanh được dễ hiểu. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là bất khả thuyết, là thanh tịnh như hư không. Ví như tiếng nói truyền trong hư không chạm vào vách đá rồi trở lại, người nghe cảm tưởng như có hai âm, trong đó có một âm chánh và một âm vang. Âm chánh là chân thật, âm vang là ngụy tạo, chẳng nên tin. Họ chẳng biết rằng cả hai âm đều là hư vọng, chẳng thật có. Cũng như vậy, hết thảy các pháp, dù là phàm phu pháp, dù là thánh pháp, đều là như mộng như huyễn. Hàng tiểu Bồ Tát do chưa được đầy đủ các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên chỉ biết phàm phu pháp là như mộng như huyễn, nhưng vẫn còn chấp thánh pháp là chân thật. Các bậc đại Bồ Tát biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng như hết thảy các pháp đều là như mộng như huyễn cả. Hỏi, vì sao nói phàm phu pháp và thánh pháp đều là hư vọng? Đáp, chư thánh do trì giới, do thiền định, do tu tập các công đức mà phát sanh trí huệ, biết rõ được pháp giới tánh đều là nhất tánh, là vô tánh. Trái lại, những người còn chấp đắm thiện pháp mới cho thánh pháp là chân thật, vì họ chẳng biết rằng thánh pháp cũng là hư vọng, là tự tướng không. Do ngôn ngữ và âm thanh mà các pháp thế gian được truyền đạt từ đời này qua đời khác, phàm phu chấp vào ngôn ngữ và âm thanh, khỏi chấp các pháp là thật có. Thế nhưng khi đã vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi, thì các ngôn ngữ đều đoạn, biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, đều là rốt ráo thanh tịnh cả.
Hết quyển 64.